Vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh, các chị đang theo dõi cái video của em. Hôm nay thì em cũng xin chi tiết với các bác, anh chị ba cái mẫu kéo cao cấp dành cho các bác làm vườn. Thì em cũng xin chi tiết một chút về ba cái mẫu kéo này của bên cơ sở em thảo. Thì đầu tiên là em sẽ gửi từ các bác cái mẫu kéo top này. Đây là một cái mẫu kéo top hàng Đài Loan. Tay của nó thì sẽ là tay đúc. Tay đúc 100%. Đấy, cái mẫu này tay đúc. Đấy, các bác lật sang bên này để mở kéo nhá. Mở kéo vào đây. Mở kéo vào đây. Cái này thì nó có một cái đường liên kết là ốc này. Rất chi là chắc chắn. Đây là cái mẫu kéo top của Đài Loan nhá. Riêng cái dòng kéo này của nó thì sẽ là tay đúc. Đấy. Và với cái thân lưỡi kéo để các bác anh chị sẽ chọn được một chiếc kéo tốt. Thì đây là cái phần lưỡi của nó chất thép này, SK5 này. Chế độ tự mài của chiếc kéo top nó rất chi là sâu. Rất chi là sâu nhá, trong. Thì với ba cái mẫu kìm này thì các bác anh chị theo dõi một chút thì em cũng sẽ báo giá luôn. Để các bác biết cái giá này nó sẽ là bao nhiêu. Một chiếc kéo top Đài Loan này thì đang được các bác gọi điện và hỏi rất chi là nhiều. Thì hôm nay em sẽ chi tiết từng mẫu để khi các bác xem sẽ nắm được. Đấy, kết cấu của chiếc kéo nó sẽ như thế nào. Nó sẽ liên kết những chiếc ốc rất chi là chắc chắn đây. Lò xo vô cùng là khỏe nhé. Cái lò xo này có thể thay thế được các bác nhé. Mỗi một chiếc kéo của cái dòng này thì em sẽ tặng các bác một lò xo. Riêng cái mẫu đen này là không có lò xo theo. Bởi vì nó sẽ có cái phần chứa trong hộp. Đây là cái chế độ tự mài vào trong cái sâu cái thân lưỡi kéo này các bác này. Đấy, đây là chiếc kéo top nhé, hàng Đài Loan, cán đúc. Đấy, thì em cũng xin giới thiệu thêm về chiếc kéo vân gỗ. Thì như các bác nhìn đây thì nó là một chiếc kéo tay của nó bằng vân gỗ. Nhưng thực sự thì tay của nó là chất nhựa sừng nhá, rất chi là cao cấp. Cái mẫu này là mẫu Magic in Japan, hàng Nhật nhá các bác nhá. Đấy, hàng Japan nhá. Thì các bác sẽ mở ra ở đây. Kiểm tra cái phần đầu lưỡi. Đầu tiên là kiểm tra phần đầu lưỡi. Các bác nhìn một chiếc kéo sắc lét thì cái lưỡi của nó rất chi là ok này. Cái phần chế độ tự mài, cái này thì nó lại có một cái sự khác biệt với cái mẫu top nhá. Khi các bác cầm vào thì các bác mới cảm nhận được. Đấy. Nhưng mà chất lượng của ba cái mẫu này thì nó sẽ tương đương nhau. Liên kết bằng ống vít này, ốc này, lò xo này, thay thế được các bác nhé. Chất liệu tay cầm bằng chất sừng. Hôm nay thì em quay rất chi là chi tiết để các bác nhà mình được xem ở cái video này của em. Đấy, đây là chiếc tay sừng nhá, tay nhựa sừng nhá. Cái này thì các bác vừa làm quà tặng này, vừa để làm vườn làm cây này. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác cái mã 3301. 3301 thì rất nhiều bác đã biết tới bên cơ sở em. Đấy, chữ Nhật chìm này, Japan này, mã 3301 này. Tay của nó tay đúc đen nhé. Các bác cũng sẽ mở phần kéo vào đây. Trong tất cả những cái phần lưỡi kéo thì những chiếc kéo cao cấp này, cái phần lưỡi của nó đều cấu tạo như thế này nhá. Các bác hãy theo dõi kỹ này. Đây là cái phần lưỡi của 3301. Thì ở cái video hôm nay mà các bác mà đang quan tâm đến sản phẩm này, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số của bên cơ sở Thanh Thảo. Số của bên Thanh Thảo sẽ là số 0888 636 138. Em sẽ tư vấn và gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, những cái dụng cụ làm cây hay nhất để gửi tới toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và các bác mà xem được video này của em, các bác đang quan tâm tới nhiều dụng cụ khác nhau, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh nhé. Ấn vào quả chuông. Để mỗi một video thì em sẽ đăng tải một mẫu để các bác sẽ nhận được cái thông báo. Các bác lựa chọn xem cái mẫu nào cần thiết trong cái sản phẩm của bên cơ sở em đăng tải. Đấy, các bác nhớ nhá, nút đỏ là nút đăng ký kênh và quả chuông. Các bác ấn vào đấy thì mỗi một video em đăng tải thì các bác mới nhận được để các bác xem, lựa chọn. Và số điện thoại của nhà em thì các bác lớn tuổi hãy lưu vào nhá. Hoặc là em để số điện thoại ở dưới tiêu đề. Em để 5 số điện thoại ở dưới tiêu đề. Còn số chính của nhà em thì sẽ là số 0888 636 138. Đấy là số có Zalo để em gửi những cái hình ảnh về dụng cụ các bác đang cần để các bác nhà mình được xem nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.